Hello, cơ sở Long Đồ Gỗ xin kính chào tất cả các bác. Xin chào mừng tất cả các bác đã có mặt trong video của em ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác một các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Và tiêu biểu trong video này sẽ là một sản phẩm đồ gỗ mà nó vừa mang giá trị của một bức tranh gỗ treo tường, vừa thỏa mãn các vai trò của một chiếc đồng hồ đúng nghĩa. Vâng, xin giới thiệu các bác, đó là một chiếc đồng hồ tranh gỗ treo tường được chế tác từ gỗ hương đỏ Gia Lai các bác nhé. Thì khi nhắc đến gỗ hương đỏ Gia Lai thì ta biết đến đó là một loại gỗ rất là quý, một loại gỗ tốt. Và cái chất gỗ này cũng không còn quá xa lạ chúng ta khi mà chúng ta vẫn thường thấy các hệ đồ nội thất trong các căn villa biệt thự sang trọng là đều được chế tác từ chất gỗ này. Và chiếc đồng hồ này của em thì được chế tác từ gỗ hương đỏ Gia Lai nguyên tấm 100% các bác nhé. Khi nhắc đến hương đỏ thôi thì chúng ta đã thấy là nó là một sản phẩm tốt rồi, nhưng mà cái độ chất của nó còn được thể hiện ở tính chất là đó là 100% nguyên khối các bác nhé, nguyên tấm đấy. Thì để kiểm tra nó có đúng thật sự là 100% nguyên tấm hay không thì em chỉ cho các bác một mẹo để khi đi mua các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, các bác chọn lựa cho mình được những sản phẩm tốt nhất. Thì các bác hãy lật mặt sau của các sản phẩm nhé. Thì ở mặt sau này nó sẽ hiển thị được các đường vân và các nỗi niếc thì cũng sẽ được thể hiện ở mặt sau một cách chân thực nhất các bác nhé. Thế như chiếc sản phẩm đồng hồ này của em thì các bác có thể thấy là mặt sau các đường vân rất là mềm mại đấy. Và hoàn toàn liền khối, không có mắt niếc hay sâu xia gì các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác về mặt trước. Mặt trước của đồng hồ thì được chạm trổ các họa tiết hoa lá tân cổ điển, và điểm nhấn cho chiếc đồng hồ này đó là gương mặt thiên thần, và các họa tiết đều được phủ một lớp dát vàng Đài Loan các bác nhé. Vàng Đài Loan thì khác hẳn với vàng tàu các bác nhé. Vàng tàu thì khi chúng ta mua hàng về thì thoạt nhìn sẽ thấy khi sản phẩm còn mới thì chất vàng tàu ấy nó sẽ bóng hơn, sáng hơn vàng Đài Loan. Tuy nhiên thì khi chúng ta treo trên tường, mặc dù không có động chạm gì đến nói mà nó sẽ xỉn, màu của nó sẽ xỉn dần theo thời gian các bác nhé. Còn chất vàng Đài Loan thì màu của nó tuy không sáng bằng vàng tàu nhưng nó vẫn toát lên một vẻ rất là thanh thoát và lịch sự. Và khi ánh vàng này của nó lúc mới nào thì đến sau này nó vẫn thế, không là xỉn màu các bác nhé. Tiếp theo giới thiệu về phần máy. Máy của chiếc đồng hồ này cũng là máy Đài Loan. Máy Đài Loan thì em đảm bảo các bác về độ bền có thể lên đến hàng chục năm, hai chục năm cũng không hỏng các bác nhé. Về phần pin thì em đảm bảo các bác rằng là dùng khoảng một năm các bác cũng chỉ phải thay pin một lần các bác nhé. Đó là về phần máy. Tiếp theo về kích thước tổng quan của chiếc đồng hồ thì chiếc đồng hồ này có chiều dài đó là 6 năm, đúng rồi, 6 năm, chiều ngang là 30, và đặc biệt độ dày đó là những 4 phân các bác nhé. Đây các bác có thể quan sát độ dày của gỗ, 4 phân gỗ rất là đặc trịch, rất là đặc và rất là nặng các bác nhé. Ở trên đầu sẽ có một khuy kim loại để các bác treo ở đinh trên tường nhà. Và em xin lưu ý các bác rằng là các sản phẩm dát vàng thì nó khác với lại sơn nhũ các bác nhé. Khi các bác sơn nhũ thì màu nó sẽ chóng bay chóng xỉn, tuy nhiên là các bác sờ vào nó cũng không in lên tay. Còn các sản phẩm dát vàng này thì các bác khi mua các bác tránh hạn chế chạm tay vào những họa tiết dát vàng vì nó sẽ bong chóc các bác nhé. Nhưng khi các bác đã treo lên tường không bao giờ động chạm đến nó thì nó sẽ bám trường tồn của sản phẩm, bền vững cùng thời gian. Đấy, đó là sản phẩm đồng hồ tranh gỗ treo tường bên em. Tiếp theo, điểm đặc biệt nhất trong video này em để nói cuối cùng, đó là để nhắc đến đồng hồ tranh gỗ treo tường thì khi các bác tìm kiếm trên mạng nó sẽ ngập tràn các hình ảnh, các mẫu mã, các thông tin. Tuy nhiên các bác, em khẳng định các bác có thể lướt cả ngày cũng không thể gặp được mà một cái mẫu nào giống như này, bởi vì cái form mẫu này là một cái chương trình mới được cập nhật ở cái làng gỗ mỹ nghệ bên em. Thì trưởng xưởng em cũng là xưởng đi đầu với cái chương trình CNC này. Vì vậy mà ở trên thị trường em khẳng định là chưa có, nhưng tương lai gần thì các làng gỗ mỹ nghệ sẽ nhanh chóng cập nhật mẫu đồng hồ này mà thôi.
và các đại lý sẽ ngập tràn mẫu đồng hồ đang trên tay em đây. Thì các bác hãy nhanh chóng là người đi đầu xu hướng, hãy là những người đầu tiên sở hữu mẫu đồng hồ này. Tiếp theo về giá của sản phẩm, thì trước nay gian hàng bên em luôn luôn mang một phương châm bán hàng, đó là cơ sở làm đồ gỗ, đa dạng mẫu mã sản phẩm, chất lượng bằng thị trường và giá cả rẻ nhất thị trường. Thì bên em đang bán chiếc sản phẩm này với giá 1 triệu đồng, đó là rẻ nhất thị trường rồi. Những mẫu đồng hồ gần tương tự, nhỏ bằng một nửa này hoặc có thể to hơn một chút nhưng mà mang mẫu khác, thì trên thị trường hiện đang bán dao động từ 1 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi, thậm chí có những cơ sở bán tới 1 triệu 9, 2 triệu. Thì em bán 1 triệu đã là rẻ nhất rồi. Tuy nhiên sau video ngày hôm nay thì em sẽ chia đến các bác với giá chỉ có 950.000. Các bác phải thông cảm là giá gốc em đã bán là 1 triệu đã là rẻ nhất thị trường rồi, mà em lại sale mạnh tay nữa thì giá chỉ còn sàn sàn với giá gia công sản phẩm thôi. Thì thế em chỉ có thể bớt được 50.000 đồng. Và chi ân đặc biệt đến các bác mua hàng qua video này của em, một chiếc vòng phong thủy huyết long. Thì chiếc vòng phong thủy huyết long này em đã giới thiệu rất là nhiều, thậm chí em có một page riêng. Thì các bác yêu thích hãy vào page của em để tham khảo về các tính chất và những ý nghĩa của vòng phong thủy huyết long các bác nhé. Một sản phẩm tiếp theo em sẽ giới thiệu các bác trong video ngày hôm nay, đó là một chiếc kệ mini được chế tác từ gỗ hương đỏ. Chiếc kệ này thì các bác có thể set up ở một không gian như là bàn khách hoặc bàn làm việc. Các chị em có thể để ở tủ phấn và các bạn nam có thể để ở trong phòng ngủ của mình. Thì em thử set up một chút đồ trang trí nhỏ nhỏ lên cho các bác cùng tham khảo nhé. Chiếc kệ này thì rất phù hợp để những chiếc tượng mini như thế này. Đấy, tượng mini và đồ chơi phong thủy. Tiếp theo có thể các bác là tín đồ của đồng hồ, thì kệ này để sưu tầm đồng hồ là rất là phù hợp. Hoặc các chị em để bàn phấn thì có thể make vào những nọ mỹ phẩm như thế này, rất là phù hợp luôn. Còn là đối với các bạn nam thì tất nhiên không thể thiếu gôm sáp rồi. Đấy, thì sản phẩm này em đang bán với giá là 500.000 đồng, quá rẻ, 500.000 đồng. Thì sau video này các bác mua những sản phẩm nào mà em vừa giới thiệu sẽ được tặng một chiếc vòng phong thủy huyết long. Bên cạnh đấy thì các bác có thể tham khảo các mẫu bàn trà trong phần review này của em. Thì các phụ kiện liên quan bàn trà này em đã giới thiệu ở rất nhiều video rồi. Các bác yêu thích thì có thể tham khảo ở trên tường Facebook của em. Và các bác có bất cứ nhu cầu hay nguyện vọng gì thì hãy để lại ở comment hoặc inbox trực tiếp cho em. Video ngày hôm nay em cũng xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Rất hân hạnh được phục vụ các bác. Xin chào.